mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Báo ứng hiện đời do nhiều tác giả Hạnh Đoan biên dịch. Lời người dịch. Cuốn sách này được chia làm 3 phần. Phần 1 của cư sĩ Quả Khanh. Phần 2 là những câu chuyện của nhiều tác giả trên nhiều nước, đích thân mục kích hoặc nghe kể đã viết ra và gửi đến Hội Đạo Đức Trung Hoa. Phần 3 là chuyện do ký giả trực tiếp phỏng vấn hay nghe kể lại mà viết ra. Tôi đã cất công săn lùng trong rừng hồi ức nguyên tác Hán tự mênh mông để tìm ra những câu chuyện hay và hữu ích, sau đó chắt lọc, tuyển lựa, rồi dịch ra để chia sẻ cùng bạn đọc. Quý vị có quyền tin hoặc không, nhưng tập sách này không đơn thuần là chuyện đọc để mua vui một vài trống canh, mà mang theo cả tấm lòng yêu thương nhân gian của người viết lẫn người dịch. Trong thời buổi ngày nay, đọc một tờ báo, lên một trang net, chúng ta thấy tội ác dẫy đầy, tàn nhẫn và kinh hãi đến mức báo động. Tất cả đều do con người không tin nhân quả. Vì không tin nên không biết sợ, không biết sợ nên chẳng cẩn trọng giữ gìn. Đến nỗi một nhà nghiên cứu giáo dục đã phải than rằng đây là thời cái ác lên ngôi. Có câu thánh hiền sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tại sao thánh hiền sợ nhân? Vì các ngài chứng kiến nhiều, đã từng đau khổ và thấm thía tận xương tủy, nên luôn cẩn trọng giữ gìn từng hành vi, ý nghĩ. Còn chúng ta ít chứng kiến, không hiểu, không tin, không nhớ, nên hoàn toàn mất kiểm soát, phóng túng, gieo nhân bừa bãi. Chẳng hạn như một viên thủ quỹ giữ kho vàng cho công sở hay tư nhân. Nếu không tin tội phước báo ứng thì rất dễ dàng thục ghét, tham lam, tạo tội. Nhưng nếu họ tin nhân quả, hiểu là của phi nghĩa chẳng những không xài được mà còn di họa đến bản thân và con cháu, thì dù cho có giám sát viên theo dõi, họ vẫn giữ mình trong sạch, thanh liêm. Chỉ mong rằng sau khi đọc cuốn sách này, quý vị có tầm nhìn rõ hơn về nhân quả và sẽ sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Nếu như tác phẩm này mang đến cho bạn đọc chút lợi ích tâm linh hay niềm vui trong ý sống, thì đó là phần thưởng lớn nhất của người dịch. Xin được gửi lời tri ân đến em Hồng Minh Châu, cô Nguyên Tâm, Diệu Ân, Dương Bích Thủy, Liễu Thông và sự đóng góp âm thầm của biết bao con người đã giúp tôi về tinh thần lẫn vật chất để tôi có thể hoàn thành và gửi tặng dịch phẩm này đến độc giả, cho dù số lượng sách biếu giới hạn và khiêm tốn. Xin hồi hướng phước điền này đến chư vị ân nhân, hương linh của cháu Caron Chi Phan và tất cả những người có mặt trên thế gian này. Cầu mong quý vị luôn an lạc, hạnh phúc, trí tuệ và lòng từ luôn tỏa sáng để cùng xây dựng nên một cõi nhân gian ưu mỹ. Trong bản in đầu, do nghĩ đó là cuốn duy nhất nên tôi không đề số 1 và số 2 làm chi. Nhưng không ngờ sau đó tôi lại tìm ra được nhiều câu chuyện hay để tiếp tục chia sẻ cùng độc giả. Do vậy mà lần tái bản này tôi cho ghi số đúng thứ tự vào, cũng đã chỉnh lỗi và cho nâng size lớn theo yêu cầu độc giả. Do vậy mà sách tăng thêm 12 trang so với bản cũ. Dù đã cố hết sức nhưng e là không tránh khỏi sai sót, xin quý vị vui lòng lượng thứ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Đức Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ muôn loài. Nguyện những ai đọc xem đều phát tâm bồ đề, mãn một báo thân này, đồng sanh cõi hạnh phúc. Hạnh Đoan, ngày 29 tháng 3 năm 2013. Ha ha ha, 问什么的说